Ngôi trường danh giá bậc nhất nước Anh sắp xuất hiện tại Vinhome Grand Park. Vinhome Grand Park, thành phố Thủ Đức sẽ chính thức chào đón Brighton College Việt Nam, ngôi trường tư thục hàng đầu Anh Quốc với 200 năm lịch sử. Với hệ thống giáo dục đa tầng, chất lượng vượt trội và hệ sinh thái sống khác biệt, Vinhome Grand Park Đô Ốc đánh giá là nơi ươm mầm hoàn hảo cho thế hệ cư dân tinh hoa mới. Biểu tượng giáo dục được ưa chuộng hàng đầu Anh Quốc. Suốt lịch sử hình thành và phát triển, Brighton College luôn nằm trong top đầu các trường tại Anh Quốc và thế giới với các giải thưởng uy tín như ngôi trường của thập kỷ, hình mẫu của nước Anh thế kỷ 21, trường học có tư duy tiến bộ nhất, ngôi trường đứng đầu về STEM, trung tâm xuất sắc ở tất cả các lĩnh vực do các tạp chí, tổ chức giáo dục quốc tế trao tặng. Brighton College được đánh giá là câu chuyện thành công vĩ đại của nền giáo dục tư thục hiện đại Anh Quốc theo The Sunday Times. Uy tín trăm năm và vị thế hàng đầu của Brighton College được chứng minh qua loạt thành tích vượt trội của các học sinh như 98% học sinh nộp đơn được nhận vào nhóm trường Russell Group của Anh Quốc, gồm các đại học danh giá như Oxford, Cambridge. 33% học sinh xét tuyển được nhận vào nhóm trường Ivy League, gồm các trường đại học top đầu của Mỹ là Harvard, Yale, Cornell. Ngay từ những ngày đầu thành lập, Brighton College đã tạo dựng được danh tiếng bởi tư duy sáng tạo, không ngừng thay đổi và áp dụng mô hình giáo dục kiểu mới. Chương trình học đột phá của Brighton College giúp học sinh hướng nghiệp và chuẩn bị hành trang vững chắc cho cuộc sống ngoài trường học. Được thành lập từ sự hợp tác toàn diện giữa tập đoàn Vingroup và hệ thống giáo dục Brighton College, trường sẽ bao gồm cấp tiểu học và trung học với hệ thống tiện ích phong phú như thư viện, phòng ăn, các cơ sở thể thao trong nhà và ngoài trời, studio âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp, 18 phòng thí nghiệm khoa học, trung tâm thiết kế và công nghệ hiện đại, kế thừa tất cả tinh hoa, giá trị và tôn chỉ đào tạo ưu tú hàng trăm năm của Brighton College Anh Quốc. Brighton College Việt Nam tại Vinhome Grand Park hứa hẹn kiến tạo nền móng tinh hoa cho cộng đồng cư dân nhí để đạt được sự phát triển đầy đủ về cả kỹ năng, kiến thức, trải nghiệm thực tế cùng những phẩm chất thiết yếu để sẵn sàng hội nhập và chinh phục thế giới. Tâm mạch giáo dục, miền đất hứa của các cư dân tinh hoa. Được mệnh danh là tâm mạch giáo dục hiếm có tại khu đông thành phố Hồ Chí Minh, Vinhome Grand Park là đại đô thị có mạng lưới trường học dày đặc, phục vụ mọi đối tượng với chất lượng chuyên môn đột phá. Riêng nội khu Vinhome Grand Park đã có tới 12 trường mầm non, 6 trường tiểu học và 4 trường trung học trải đều ở các phân khu căn hộ như The Rainbow, The Origami, The Beverly và phân khu thấp tầng The Manhattan và Manhattan Glory. Cuối tháng 8 vừa qua, trường liên cấp Vinschool tại Vinhome Grand Park đã chính thức đi vào hoạt động, chào đón những cư dân nhí đầu tiên bắt đầu bước vào hành trình ươm mầm tinh hoa cho đất nước. Vinschool là hệ thống giáo dục liên cấp hiếm hoi từ mầm non đến trung học phổ thông, ứng dụng các phương pháp tiếp cận toàn diện, gắn kết chất lượng học tập và thể chất của học sinh, nỗ lực để tạo ra ngôi trường hạnh phúc. Kể cận trong bán kính 7 km, từ Vinhome Grand Park còn có tới hơn 29 trường công lập và 17 trường dân lập, quốc tế từ bậc mầm non đến tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, cao đẳng, đại học, tiêu biểu như trường mầm non Long Thành Mỹ, trường tiểu học Long Thành Mỹ, trường trung học cơ sở Hưng Bình, trung học phổ thông Nguyễn Huệ, đại học khoa học xã hội và nhân văn, đại học Fulbright. Trên nền tảng đó, sự hiện diện của biểu tượng giáo dục Anh Quốc Brighton College được xem là mảnh ghép hoàn hảo, góp phần xây dựng nên một hệ thống đào tạo đa tầng, đưa Vinhome Grand Park thành tâm mạch giáo dục mới của khu vực. Không chỉ chú trọng phát triển nền tảng giáo dục cho các thế hệ tương lai, Vinhome Grand Park còn kiến tạo nên một hệ sinh thái sống hiện đại, không thể sao chép với các dịch vụ tiện ích đẳng cấp họ Vin như Vincom Megamall, trung tâm thương mại quy mô hàng đầu khu vực phía Nam, bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec mang tới cuộc sống an tâm, khỏe mạnh. Vinbus, hệ thống xe buýt điện với trải nghiệm di chuyển văn minh, thân thiện môi trường. Cùng với đó là những tiện ích đặc quyền, bảo chứng cho chất sống nghỉ dưỡng đắt giá như đại công viên 36 hectare, vườn cây ánh sáng khổng lồ, hồ trung tâm, bãi cỏ trung tâm, đường dạo bãi cát gần 1 km. Những tiện ích hiếm có khó tìm đã đưa Vinhome Grand Park trở thành miền đất hứa cho các cư dân tinh hoa, nơi mang đến một không gian và đẳng cấp sống vượt trội và khác biệt.